Rồi vâng, chào mọi người. Thì hôm nay Thuận sẽ làm clip này để thông báo đến mọi người là Chủ nhật tuần sau Hồ Thuận có làm một cái giải thưởng nhỏ nhỏ ha. Thì bữa hôm nay là Chủ nhật rồi, thì từ thứ hai tới thứ bảy tuần sau thì Hồ Thuận sẽ tạm ngưng phục vụ anh em để mà mình dưỡng cá, để Thuận thả mấy con cá cũ trong dèo ra. Với thả cá chê này kia đồ ra, xong cái mới thì mình sẽ dưỡng ha, cái mới và cái cũ đều dưỡng hết. Thì Thuận sẽ dưỡng cá, dưỡng từ thứ hai đến thứ bảy. Thì Chủ nhật thì nó cũng là một ngày câu bình thường, nó đó không phải là giải câu nha mọi người. Thường nhắc lại này, không phải là giải câu ha. Thì tổng giải thưởng đâu khoảng 8 9 10 triệu gì đó, 8 9 triệu gì đó. Là cái này là hoàn toàn là tiền túi, thường bỏ tiền túi ra nha, thường bỏ tiền túi ra, thường tạo điều kiện cho anh em đến chơi thôi. Đó. Thì ngày 8 tháng 11, cái này thường để dễ bị ngược rồi. Thì Chủ nhật ngày 8 tháng 11 thì đó là một cái ngày câu bình thường, nhưng mà cuối ngày thường sẽ trao một số giải như sau. Giải con cá nặng nhất ngày thì đại loại nó giống như là cái tivi lần trước, nhưng mà lần này nó sẽ là thường cho sẽ để tặng tiền, để phần thưởng là tiền, nó sẽ thiết thực hơn. Thì con cá cha nặng nhất ngày sẽ được 4 triệu nha các bạn. Cái cha nặng nhất ngày sẽ được 4 triệu. Mình sẽ câu từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ tối sẽ kết thúc. Cái ngày câu hôm đó là mình sẽ trao giải ha. Cá cha nặng nhất ngày là 4 triệu, và con cá cha nặng nhì ngày là 1 triệu. Con cá cha nhỏ nhất ngày là 1 triệu luôn. Và con cá cha lên cuối cùng trong ngày là 500 ngàn. Và con cá chê nặng nhất ngày sẽ là 500 ngàn. Và nếu mà anh em câu dính con cá chê màu hồng cũng sẽ là 500 ngàn. Đó. Và sẽ có 13 giải tiếng, 13 giải tiếng, tức là 13 cục soi, mỗi cục soi là 100 ngàn. Thì ai lên cá nặng nhất trong tiếng đó sẽ được 100 ngàn. Tổng 13 cục soi là 1 triệu 3. Đó. Thì ngày câu hôm đó là một ngày câu bình thường, nên anh em muốn đến chừng nào đến ha, muốn về chừng nào về. Một sức của nó là, ví dụ sức mình bên Thuận có sức câu 4 tiếng hoặc sức câu ngày. Thì nếu mà anh em có sức ngày thì sẽ lời hơn ha, tại vì một sức 4 tiếng là 130, sức ngày là 300. Thì nếu mà anh em câu hai sức tiếng là 260 rồi, sức ngày 300 thì Thuận lại lo cơm trưa nữa. Thì nếu mà anh em vô câu sức ngày nó sẽ lợi hơn. Thì cái ngày hôm đó về cái phần mồi câu ha, thì anh em được đánh là cám nè, bún nè, cháo nè. Cháo là sẽ cháo gì? Cháo gết, cháo gắn gít bộ cạp ABC các kiểu đó. Thuận cho đánh vô tư luôn, tức là tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người lên cá, càng nhiều càng tốt. Thuận đã bỏ ra 8 triệu là Thuận đã chấp nhận thua lỗ để Thuận bù tiền vô, Thuận trả thêm tiền cân cá lại cho mấy bạn. Thuận đã chấp nhận thua lỗ mà, miễn sao là mọi người lên cá nhiều là được. Tại vì Thuận mới cái thông báo thì hồi chiều Thuận có cơ hội, thì anh em nói là nếu mà Thuận để cho mọi người quýnh cháo gích thì sẽ lên cá là giữ bảo cá, nhiều khi bảo hết hồ luôn. Rồi nhiều khi giờ được chạy Thuận còn mừng nữa. Đó, nói chung là mình muốn tạo điều kiện cho anh em lên cá. Thì và một cấm một số là mồi, giống như những hồ khác cấm thôi, những mồi nào mà hôi thối, những mồi làm từ gan, những mồi nào mà xuống nó hư hồ, chẳng hạn những mà bánh thái, bánh trộn, ABC, mì gói nè. Đó, mồi hăng là mồi mọi người đi ngang là nó hực lên cái mũi mình, nghe chịu không được luôn. Đó, sầu riêng các kiểu. Rồi, đại loại là như vậy. Cái chi tiết cụ thể Thuận sẽ để ở bên dưới cái video này, ở bên dưới phần mô tả video. Thì mọi người có thể ở dưới đó tí xíu nữa Thuận sẽ để luôn cái link Facebook ha. Thì đa số những cái thông tin về hồ câu heo này nọ thì Thuận sẽ thường xuyên cập nhật Facebook nhiều hơn, nên là anh em cứ theo dõi cái Facebook của Thuận ha, tại Thuận là full bạn không kết bạn được, thì cứ theo dõi có gì Thuận báo nó sẽ tiện hơn. Thì Thuận cũng hy vọng ngày câu hôm đó sẽ là một cái buổi giao lưu giữa các anh em. Thì Thuận thấy là có Cần Thơ, Vĩnh Long và Bến Tre qua rất là nhiều rồi đó, thì nó tạo điều kiện cho anh em chơi giao lưu vui vẻ với nhau. Tại Trà Vinh này là đó giờ thì nó chưa có cái hồ nào để kêu là đánh giải chuyên nghiệp hết,
thì Thuận cũng không dám làm tổ chức giải luôn. Mình cái này tự mình bỏ tiền túi mà làm ngày câu vui vẻ thôi, tại vì bây giờ anh em câu thực sự một số anh em câu thì cũng còn mới quá đó. Và Thuận có nói là con cá nhất ngày cũng có thể là cá đập heo, tức là hiện tại heo Hồ Thuận là trên 10 kg đập heo hết anh em. Thì thí dụ như bữa đó anh em cá nhất ngày là ăn cá có 8 kg thôi thì không đập heo được ha. Còn nếu mà ai lên con cá đầu tiên trong ngày đó đi, thí dụ như mới 11 giờ anh kia lên cá 10 ký rưỡi thì nó đập heo luôn. Còn nếu mà anh đó là con cá nặng nhất luôn thì anh đó là vừa được nhất ngày vừa được đập heo luôn nha. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì nếu mà có thông tin hoặc muốn biết thêm vấn đề nữa thì mọi người có thể comment ở bên dưới video này ha. Hoặc là cứ click vào cái đường link Facebook của Thuận bên dưới. Thuận chỉ xài một cái Facebook thôi nha. Và một cái Facebook của nhân viên để là Hồ Câu Video Thuận, thì Facebook đó sẽ chuyên phát trực tiếp những anh em lên cá ABC các kiểu ha. Thuận thì Thuận không có mặt ở hồ. À, quên. Vì một số cái lý do, nhưng những cái anh em mà trong nghề sẽ hiểu thì nên là tuần sau Thuận sẽ là người túc trực ở trong hồ và không ai vô ca vô hồ Thuận hết ha. Chỉ một mình Thuận ở đó thôi, nhân viên cũng không được phép vô hồ luôn, không cần thủ nó được vô hết, chỉ một mình Thuận ở đó Thuận quản lý chăm sóc và dưỡng cá, chính tay Thuận làm ra thì Thuận mới tin tưởng được. Tại vì mọi người biết á, là cái hồ này giống như là một đứa con tinh thần của Thuận vậy. Thật sự Thuận mình phải nói là mình kỳ vọng rất nhiều vào nó, tại vì mình thật sự đó giờ Thuận chưa có hồ, nhưng mà Thuận Thuận rất là mê làm hồ, rất mê hồ, nên là giống như một đứa con tinh thần của mình, nên là mình giống như đứa con của mình thì mình đẻ nó ra mình phải gán, mình nuôi cho nó lớn, mình không bỏ cuộc ha. Thật ra thì lúc làm hồ này gặp cũng rất là nhiều khó khăn luôn mọi người. À, từ 86 kg mà giờ giảm còn 79 kg thôi, ban đêm gì ngủ không được đó. Va chạm rất là nhiều luôn, từ khi làm hồ va chạm rất là nhiều luôn. Mình bán đồ câu coi vậy mà nó an phận, nó nhàn hạ hơn ha. Mình bán được giá mọi người mua, nhưng mà tới hồi làm hồ câu rồi, 100.000 lời nói ra vào, 100.000 cách chơi luôn thật sự. Nhưng mà phóng lao phải theo lao thôi, con mình đẻ ra mình sẽ nuôi lớn. Rồi, cảm ơn mấy bạn, cảm ơn những anh em thời gian qua đã đến và ủng hộ hồ câu của Thuận ha. Cảm ơn.